Gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ với những hành động lưu manh của các đối tượng có tuổi đời còn rất nhỏ, những cô cậu bé còn chưa thành niên. Đáng nói là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có mà các đối tượng sẵn sàng ra tay với nạn nhân. Mới đây, một vụ việc hãi hùng như thế đã xảy ra tại tỉnh Lai Châu khi nghi phạm sinh năm 2006 dùng hung khí sát hại chủ hiệu cầm đồ bất thành. Ngày 17 tháng 11 mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu thông tin trên địa bàn Cẩm Trung, xã Mường Than, huyện Than Uyên, Lai Châu, nam thanh niên dùng vật sắc nhọn tác động vào cổ của một chủ hiệu cầm đồ, cướp tài sản. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cùng Công an huyện Than Uyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm sau gần một giờ gây án. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên là Vàng Như Tình, sinh năm 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tình khai trước đó có mang xe máy mượn của bạn tới cửa hàng cầm đồ của anh Lò Văn Nhận, trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên để cầm cố lấy 3 triệu. Toàn bộ số tiền trên, nghi phạm dùng để chơi điện tử qua mạng Internet và mất hết. Sau khi chơi hết tiền, tình quay lại hiệu cầm đồ và anh nhận nói, mày chơi thế thì chỉ mang tiền cho tao thôi nghe câu nói đó tình bực tức cộng với mâu thuẫn từ trước đó khiến nghi phạm nảy sinh ý định sát hại để cướp lại xe máy tình đã tới cửa hàng tạp hóa gần đó mua hung khí để thực hiện ý đồ của mình giấu hung khí và túi áo tình trở lại cửa hàng cầm đồ của anh nhận lợi dụng lúc anh nhận sơ ý tình đã kề vào cổ anh nhận và nói muốn lấy lại xe Thế vậy anh nhận có ý định thương lượng nhưng chưa nói dứt câu thì tình đã hành động anh nhận sau đó kịp chạy ra khỏi quán hô hoán mọi người cứ giúp. Thấy vậy, Tình viết hung khí bỏ lại điện thoại tại nơi gây án rồi bỏ chạy. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, Tình đã bị bắt sau gần một giờ gây án. Nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện và sức khỏe đã ổn định. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hành động mất kiểm soát của đối tượng khiến ai nấy đều phải khiếp sợ mong rằng công an địa phương sớm xử lý vụ việc và có hình phạt thích đáng với nghi phạm